Mến chào cô chú anh chị bạn đến kênh Minh Chân. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ clip là lót gạch dĩ hè. Thì bên đây là mình đã cán lót xong một bên. Thì bên đây là tiếp tục phá hồ cán bên đây nữa. Lót luôn. Đây là phá hồ. Thì cái hồ này tỷ lệ là mình chọn là 9 xu cát một bao xi măng nha. Thì mình cán lên hồ khoảng chừng 3 phần hồ từ đầu này tới đầu kia luôn. Rất gạch dĩ hè thì tại sao mình không cán luôn một một lần một mà mình lót từ đây ra ngoài, mình chỉ là lót từ bên. Thì chính giữa này thì là mình đã đo và sẽ cán từ đây ra tới ngoài kia là một một cỡ ba viên gạch. Thì trên lệch đầu này tới đầu kia là khoảng 5 phân để cho nước mưa đồ có chảy ra ngoài kia 5 phân. Thì một bên đây thì mình có một cái độ nghiêng để cho không nước không có động trong vách tường này. Thì mưa là nước nó dồn ra đây sẽ chảy ra đằng kia. Thì độ chênh lệch từ đó ra trong này nó khoảng là 2 phân đó, bên 2 phân. Thì bên đây mình cũng vậy luôn, nên mình cắn một từ phần chứ không có cắn một lần một. Thì mình cắn một cái đoạn nào từ phần nào mình lót dài ra ngoài. Thì ở đây thì mình cũng mới vừa lót xong nè, giờ còn dính phần này mình đã lót trước. Thì ở đây cái nền này thì nó cũng cái đường giữa này người ta cũng có đổ ra bê tông rồi, thì mình cán mình sửa lại để lót gạch lên. Còn bên đây thì cũng có nhưng mà hồ nó hơi sâu, cái mặt nó hơi sâu nên mình đã đẩy một mớ đá một hai lên để mình đệm thêm cho nó đỡ hao hồ. Thì chiều dài từ mí mí đằng đó, mí đằng đó cho tới cuối đằng này là 18 mét nha. Đó. Từ đằng mí vách tường đó cho tới đằng kia là 18 mét. Thì mình sẽ cắn bên nào thì mình lót bên ấy, là không có động nước ngay giữa. Chỗ này thiếu rồi nè. Ủa, cái này cục kém đâu? Ở ghép này hả? Còn bánh nó còn có gáo gáo khô gì không ta? Trồng thêm. Chắc lát này trồng thêm. Cho gáo gáo thì dễ gặp. Mấy con kiến này lợi hại lắm, ngỡ nó móc lên. Mình thì video này thì mình cũng chia sẻ ngắn ngắn thôi nha mọi người. Chú anh chị bạn. Mình muốn hồ mà mình tán nhiều khi những cái gặp mà dưới hè, mà tại sao những có gặp rình. Mình lót xong rồi thời gian nó gặp rình. Thì những cái hồ đó là mình tán trước, như mình tráng bữa nào thì lót bữa nấy, mà qua ngày sau thì nó sẽ gặp gần. Thì thường thường mình thấy những số anh em lót xong rồi là vài bữa là nó gặp gần hết trơn. Thì cái hồ đó thì nó hồ cứng rồi nên nó không có bám xuống được, cái miếng gạch nó không bám xuống được, tại vì gạch mình dưới hè nó dày cũng 3 phân, có khi là nó không không bằng thẳng á. Nó cũng hơi dinh no, thì nên mình cán hồ mà nó trực tiếp ướt như vậy nè, thì mình tưới dầu dầu qua thì mình nóng gạch xuống là nó rất là im, nó không có bị gập ghềnh. Thứ hai nữa thì nó hồ dầu nó rất là đặc luôn, không có bị bậm gì hết, nước nó đầy đủ luôn. Cán hồ ướt như vậy là nó sẽ chạy xuống một lát mà nó ráo rồi mình cho gạch nước rồi mình lót luôn. Quá bài này luôn, còn thùng nước nó vô tiếp luôn đi. Tường này ta dán gạch lên tới 3 mét mấy luôn, tính dán hết luôn, cao quá ngán quá mà không dán nữa, dán khúc kìa rồi nó sập cái chân. Em ở bảy đây là mũi chúa,
chuyên gia là phụ hồ đẩy hồ rồi không ảnh nội nó bo rồi nó thùng nước xả rồi trên sảnh em trái. Cái này này là một mình ảnh đẩy nữa nha, đẩy hồ là một mình một đẩy từ đầu tới cuối luôn, đẩy muốn bánh bánh xe luôn, mới mua xe mới nè, xe cũ hư luôn rồi. Ừ. Muốn chúa mũi hút máu à, mũi này kia nọ, thì tại sao mình nói là mũi cô chú anh chị các bạn hiểu rồi đó, mũi như thế nào rồi đó, mũi đồ đàn mũi chúa. Mình tưới nước lên như vậy nè, có độ ẩm luôn, một lát nữa mình đài mũi chúa này chậu miếng ngô khô đem vô mới gạt được chứ cái này là thua quá trời nước lên láng luôn. Miếng thịt nó lên đó, đầy nước luôn, đặt ruột thơm bơ chắc như nào chắc tới tối luôn quá, 8 giờ luôn, 8 giờ đêm luôn, chắc giờ là theo đồng hồ thế giới là 4 giờ rưỡi rồi, chết chết rồi, 4 giờ 23 rồi, chắc giờ mới quả gì chắc họ cán lại chắc gào gào rồi. Rồi thì mình cũng tạm ngưng đây nha, chút xíu nữa là mình lót xong mình quay lại khúc này cho cái chú chị bạn xem nha. Bây giờ mình đã cán rồi ăn cả nhà đó, mình cán thức qua xong rồi nè, giờ khúc này là mình chuẩn bị gạch lên là mình lót này nha đó, mình cán nó còn ướt vậy nè, thì cô chú anh chị và các bạn nào á mình muốn lót cái nền ha, mà chắc rú đó, thì mình cán ướt vậy nè là mình xỏ xuống là ok, rất là đều. À, giờ mình sẽ tắt máy, mình sẽ cán tiếp nữa rồi vừa là đó. Thì giờ mình đã cán rồi, mình đã tưới hồ dầu lên ăn cô chú anh chị mà. Thì lót đây nó thợ trên lót, lót quá trời giờ luôn. Đây lại tới đặng. Đó. Chút nữa là lót xong rồi mình quay lại một cái nữa cho tư bạn xem nha. Thì mình tưới hồ dầu qua để cho ráo rồi ha, mình để miếng gạch ra xuống ngăn. Các bạn để nhiều khi là nó nước quá cái mình để lên nó trào lên nó dơ lắm. Cô chú các bạn Rồi, miếng nhỏ luôn đi. Tại đo đo đây đặt ê. Dán cái miếng nhỏ vô đi rồi hả đo cái này vô cho dễ đo. cái bệnh lụng mấy đó các bạn phải đó Làm không vô xì nước nha. cái Trời trời. Má thực trường học ba tắc luôn. Nhích tới cho chút hở đường con ra chút xíu. Ừ cho nó vừa 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 đó rồi rồi thì cái đường bên đó mình đã tốt xong rồi nghe cô chú chị các bạn đó. Đây là sạch sẽ luôn hai bên nó sẽ nghiêng vào chính giữa trên đó nó cao nó sẽ đổ nước về dưới này là nó rất là sạch sẽ luôn. Đây rồi lúc trước nó giờ giữ gốc mình cũng cái thích clip năng cô chú anh chị mà chú anh chị bạn lại những clip tiếp theo nha. Ok, bye bye.